Ta-da, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo chuẩn bị từ Naroc nha. Thì phần đầu tiên đó chính là về phần bảng ngọc chuẩn bị tướng này. Bảng ngọc đỏ thì các bạn sẽ lên cho mình là tỷ lệ chi mạng và sát thương chi mạng nha. Và về bảng ngọc tím thì các bạn sẽ lên cho mình là hút máu là 4 viên cho mình. Hoặc các bạn có thể lên cho mình 3 viên, còn lại thì các bạn sẽ lên cho mình là tốc đánh, tốc chạy cho bằng ngọc tím nha. Thì về bằng ngọc lục các bạn sẽ lên cho mình là công vật lý và xuyên giáp nha. Về phần trang bị thì chúng ta sẽ lên theo kiểu mà đi rừng nha các bạn. Thường thường Naroc là chúng ta sẽ lên một cái là đi rừng. Để combo với bản ngọc thì chúng ta sẽ lên trang bị là đi rừng. Súp đầu tiên thì các bạn sẽ lên cho mình là một cái kiếm chi hồn để nhận công vật lý cũng như là một số chức năng để đi rừng. Và cái số thứ hai đó chính là một cái đôi giày kim cương, và số thứ ba là thương xuyên phá, và thứ tư đó chính là một cái nanh để nhận thêm công vật lý nữa nha. Và cái số thứ năm thì theo mình là các bạn sẽ lên cho mình một cái thánh kiếm nha. Và cuối cùng đó là một cái giáp hồn mệnh thì cũng khá là ok rồi. Mong mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh cho màu phát triển nha. Còn các bạn không lên giáp hồn mệnh thì các bạn có thể là lượm bình chun choi cho mình và phù hiệu để combo cho cái trang bị cũng như là về cái bản ngọc cho vị tướng này. Thì chúng ta sẽ lên phù hiệu như là vụ không mang thành cận biên cũng như là phù hiệu trung tâm là mà chủ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình nè, theo dõi kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.